vòng đấu thứ 8 của Premier League mùa giải 2006-2007, Chelsea có chuyến hành quân đến sân Madeski của Reading, một đội bóng có lối chơi cực kỳ khó chịu ở thời điểm ấy. Khi trận đấu bước sang giây thứ 17 thì một bi kịch đã xảy ra. Từ pha chuyền bóng rất mạnh của thủ thành Marcus Hahnemann, Stephen Hunt xâm nhập vòng cấm nhưng bất thành khi Pejonchek đã chủ động băng ra ôm gọn trái bóng. Thế nhưng sau đó thủ môn của Chelsea đã phải nằm bất động và không thể đứng dậy. Tình huống sau khi quay chậm cho thấy chân của Hunt đã va chạm cực mạnh vào đầu của Chick. Hunt bị trọng tài gọi lại nhắc nhở. Khắp sân Madeski vang lên những tiếng phản đối. Trong khi bên ngoài đường Pitt, thủ môn dự bị Carlo Cudicini đang sẵn sàng cho một tình huống thay người. Dường như không ai trên sân ý thức được việc thủ thành của Chelsea đang phải đấu tranh giữa làn danh của sự sống và cái chết. Trận đấu bị tạm hoãn một khoảng thời gian dài, trong khi các bác sĩ đang phải thực hiện một pha sơ cứu khẩn cấp. Jack có vẻ đã bị choáng sau pha va chạm mạnh ấy. Anh chỉ có thể bỏ ra bên ngoài sân và tỏ ra vô cùng đau đớn. Stephen Hunt chạy lại và thể hiện sự xin lỗi với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Còn Terry và Lampard thì đang không đồng tình với trọng tài. Khi không rút một chiếc thẻ phạt nào dành cho cầu thủ số 10 bên phía Reading, một khung cảnh bàng hoàng bắt đầu xuất hiện nơi Chelsea khi mà Pejonchek đang nằm bất động một cách vô thức. Huấn luyện viên Jose Mourinho lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Cho đến khi các bác sĩ phải cố gắng đưa thủ thành người Cộng hòa Séc rời sân bằng cáng, thì tất cả mọi người trên sân vận động ngày hôm ấy mới hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Chick đã gặp phải. Cudicini ngay lập tức vào sân thay thế và trận đấu vẫn được tiếp tục diễn ra. Chelsea giành chiến thắng 1-0 nhờ pha đá phản lưới nhà của Ivan Ingimarsson. Thế nhưng kết quả trận đấu ngày hôm ấy không phải là điều đáng chú ý nhất, bởi đến phút 90+3, một bi kịch nữa lại xảy ra với Chelsea. Nạn nhân lần này là Cudicini. Trong một nỗ lực đấm bóng, thủ thành người Italia đã có một pha va chạm cực mạnh với Ibrahimashenko. Cả cơ thể anh rơi đập xuống đất và rơi vào tình trạng bất tỉnh nhân sự. Đội ngũ y tế của Chelsea lại một lần nữa phải vào sân thực hiện sơ cứu và sau đó đưa Cudicini rời sân trên cáng. Do đã hết quyền thay đổi người, điều đó buộc John Terry phải mặc chiếc áo của thủ môn thứ 3 là Henrik Hilario và chấn giữ khung thành trong những phút cuối của trận đấu. Rất may cho The Blue là họ đã đứng vững, qua đó giành trọn 3 điểm tại hiểm địa Madeski. Thế nhưng cái giá mà họ phải đánh đổi là quá lớn. Sau trận đấu giữa Reading và Chelsea, có lẽ sức khỏe của Pejonchek và Carlo Cudicini mới là điều được nhiều người quan tâm nhất. Trường hợp của Cudicini thì ngay tối hôm đó anh đã có thể xuất viện. Còn tình trạng của Jack thì tồi tệ hơn rất nhiều. Thủ thành Cộng hòa Séc đã được chuyển tới Bệnh viện Hoàng gia Chelsea, nơi các bác sĩ chuẩn đoán anh bị lún sọ và buộc phải tiến hành một ca phẫu thuật khẩn cấp. Trong khi tiến hành ca phẫu thuật, đội ngũ chuyên gia phẫu thuật đã lấy khỏi bộ não của Jack hai mảnh hộp sọ bị vỡ. Nếu chúng cắm sâu thêm 1mm nữa thôi, anh đã phải chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi. Phải rất may mắn Jack mới có thể toàn mạng sau pha va chạm như thế. Jose Mourinho không giấu nổi vẻ thất thần. Tôi hy vọng cậu ấy không phải chịu những cơn đau và sớm bình phục. Hiện tôi chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng vào những tín hiệu lạc quan trong các báo cáo về tình hình chấn thương của Chick và Cudicini. Đồng thời, tôi cũng muốn xem Liên đoàn bóng đá Anh sẽ xử trí thế nào về hai tình huống dẫn đến chấn thương mà các cầu thủ của tôi phải gánh chịu. Cứ mỗi khi tôi tỉnh dậy là tôi lại cảm thấy đầu đau như búa bổ và phải dùng thuốc giảm đau. Giờ đây tôi chỉ còn biết phải chịu đựng điều đó và mong mọi sự sẽ tiến triển theo thời gian. Tôi đã một lần xem lại tình huống va chạm đó trên TV và không muốn nói thêm gì về phút giây khủng khiếp đó nữa. Những cái bắt tay an ủi là điều cuối cùng tôi còn nhớ, bởi John Terry đã ném bóng vào cuộc và tôi được đưa ra khỏi sân. Tôi nghĩ tôi đã được an ủi phần nào khi tất cả mọi người, từ các cầu thủ, huấn luyện viên, cổ động viên cho đến ban lãnh đạo đều chia sẻ, động viên tôi. Tôi đã nhận được rất nhiều lá thư và tấm thiệp của rất nhiều người, kể cả không phải là những cổ động viên của Chelsea, và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả họ, Jack buồn bã chia sẻ. Tưởng như sau chấn thương kinh hoàng trước Reading, nó có thể không lấy đi cụ Jack tính mạng, nhưng mãi mãi anh sẽ không thể trở lại với bóng đá được nữa. Thế nhưng là một người đầy bản lĩnh, Jack đã không chọn cách từ bỏ dù nhận được rất nhiều lời khuyên nên giải nghệ. Ngày 20 tháng 1 năm 2007, gần 3 tháng kể từ khi nhập viện, Pejonchek đã trở lại sân cỏ sau chuyến làm khách của Chelsea trên sân vận động Anfield của Liverpool với một chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Đáng ra Chick còn có thể ra sân từ cuối năm 2006, nhưng thời điểm đó các bác sĩ đã ra sức ngăn cản. Họ khẳng định rằng nếu thêm một cú đá khác theo kiểu của Stephen Hunt thì Chick sẽ lập tức mất mạng.
Do đó, một cuộc họp do các thành viên trong ban huấn luyện và các bác sĩ Chelsea được tiến hành hồi đầu năm 2007. Silvino Loro, huấn luyện viên thủ môn của Chelsea lúc đó, đã nêu ra ý tưởng là dùng nón bảo hộ giống như dành cho các cầu thủ bóng chày. Tuy nhiên, FA không phê chuẩn ý tưởng này vì nghĩ rằng đội mũ bảo hiểm trong bóng bầu dục quá rắn và có thể gây sát thương cho các cầu thủ khác. Sau khi nghiên cứu nhiều loại mũ bảo hiểm, Silvino Loro đã đưa ra loại mũ dành cho các cầu thủ chơi rugby tại New Zealand. Ưu điểm của loại mũ này là nó khá mềm nên không sát thương cho cầu thủ khác nhưng lại vẫn đảm bảo an toàn cho Czech. Lần này FA thông qua và Czech được phép đội mũ bảo hiểm vào sân. Đây là một chiếc mũ bảo hộ đặc biệt, trong đó lót nhiều miếng mút và ghép những tấm sợi carbon để che chở hộp sọ. Chiếc mũ có trọng lượng rất nhẹ và được thiết kế ôm vừa đầu nhưng vẫn đảm bảo chống va đập cao. Dây buộc có thể kéo ra dài hoặc là thu ngắn lại. Lớp vỏ bằng chất liệu ni lông bọc bên ngoài có độ bền cao và khả năng chống thấm nước và chống bụi bẩn. Lần đầu được ban huấn luyện Chelsea cho đeo thử mũ, Czech cũng cảm thấy hơi vướng víu. Không những vậy, khi anh đội nó vào sân tập thì các đồng đội tại Chelsea bỏ ra cười và bắt đầu trêu chọc. Makelele gọi Czech có mũ của lính lái xe tăng thời Thế chiến thứ hai. Shevchenko nói Czech giống công nhân mỏ, Balak nói Czech giống võ sĩ quyền Anh. Còn dâu côn bảo Czech giống phi hành gia vũ trụ. Nhưng sau vài buổi tập, họ cũng không trêu Czech nữa, còn thủ môn này bắt đầu cảm thấy quen và tự tin khi đeo chiếc mũ bảo hiểm vào đầu. Nhờ chiếc mũ bảo hiểm, Czech mới thuyết phục được cô vợ Martina cho phép anh trở lại thi đấu. Czech đảm bảo với Martina rằng khi anh đội mũ thì các pha va chạm sẽ không đánh gục được nữa đâu. Không tin, anh đội mũ và em thử cầm búa gõ xem sao. Tất nhiên, Martina chẳng bao giờ làm việc điên rồ như thế. Nhưng giữa hai vợ chồng có một thói quen là trước khi Czech vào sân thì Martina sẽ gọi điện nhắc anh đội mũ. Martina chỉ thật sự yên tâm khi nhìn lên vô tuyến thấy Czech đội mũ đứng trong khung thành. Trận đấu ra mắt chiếc mũ bảo hiểm của Czech không hề suôn sẻ khi anh và Chelsea đã phải nhận thất bại 0-2 trước Liverpool. Nhưng sau đó là gì? Czech thi đấu 810 phút liên tiếp mà không thủng lưới bàn nào. Thành tích giữ nguyên mảnh lưới trong 8 trận liên tiếp giúp Czech đạt giải cầu thủ hay nhất trong tháng của Premier League. Kết thúc năm 2007, Piotr Czech vinh dự giành giải thủ môn xuất sắc nhất năm của UEFA. Thậm chí anh giành được danh hiệu đó trong cả năm tiếp theo. Bất chấp việc giới mộ điệu đã nhận ra, Czech không còn phản xạ đáng sợ như trước khi chấn thương nữa. Bởi có một sự thật ít ai biết, thị lực của anh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau chấn thương vào năm 2006. Tôi bắt đầu có cảm giác không quan sát tốt kể từ tháng 10. Czech trả lời phỏng vấn vào đầu năm 2008. Và mọi chuyện tồi tệ hơn trong trận đấu gặp Arsenal. Lúc đó tôi nghĩ rằng đã ôm được bóng trong tay nhưng bất ngờ bóng trôi tuột qua. Đó là điều chưa từng xảy ra với tôi. Dường như tôi đã chọn vị trí chậm hơn lúc bình thường. Do vậy phản ứng cũng bị chậm hơn đôi chút. Sau buổi kiểm tra tổng thể, các bác sĩ của Chelsea xác nhận thị lực của Czech là không tốt. Nguyên nhân cũng chính bởi ảnh hưởng sau cuộc phẫu thuật não vào năm 2006. Cuối cùng khi nhận được sự tư vấn từ đội ngũ y tế, thủ thành người Séc đã quyết định đeo kính áp tròng để tập luyện cũng như thi đấu. Và điều đó cũng đã kéo dài từ thời điểm ấy cho đến khi anh kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình. Có lẽ khoảnh khắc Piotr Czech với chiếc mũ bảo hiểm màu đen bay lượn trong khung gỗ ở góc độ nào đó cũng trở thành biểu tượng của chính Chelsea trong hơn một thập niên. Đó là lòng quả cảm, tinh thần sắt đá, không bao giờ bỏ cuộc dù rơi vào những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Nhắc đến Piotr Czech là người ta nói đến một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử. Và hơn hết, hình ảnh của Piotr Czech cùng chiếc mũ bảo hiểm trên đầu còn là ví dụ kinh điển về khát vọng và nghị lực sống kiên cường. Người ta có thể từ chối tử thần để có thể bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá.